Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tinh Giải Trí. Hy vọng quý vị có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 2 năm chữa bệnh, dung mạo ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, Vũ Linh giờ ra sao? Sau 2 năm vắng bóng trên tất cả các sân khấu biểu diễn vì lý do sức khỏe, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ chính thức tái xuất trong chương trình Đêm Hồng Phượng, Người Đưa Đò. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một ngôi sao sáng của sân khấu cải lương. Anh từng được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, mà cho đến nay chưa có nghệ sĩ nào cùng thời có được sức hút khán giả bằng anh. Năm 2016, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bất ngờ xuất hiện trong chương trình truyền hình Sao Nói Ngôi, hỗ trợ cho cháu gái Hồng Phượng với tiết mục Duyên Kiếp được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Cũng trong năm đó, cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là nghệ sĩ Hồng Phượng đã đoạt giải Á Quân và có những bước đi rất vững chắc trên con đường sự nghiệp cho đến hôm nay. Sau chương trình đó, vì lý do sức khỏe, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gần như không nhận lời tham gia biểu diễn ở bất kỳ sân khấu nào. Khán giả cả nước cũng như các sao bào luôn mong đợi sức khỏe của anh phục hồi để được xem anh xuất hiện trên sân khấu. Tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tái xuất vào thời gian tới khiến cho khán giả hâm mộ vỡ òa. 2 năm qua, không biểu diễn trên sân khấu đối với Vũ Linh là một khoảng thời gian rất dài. Vũ Linh thật sự rất nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ các bạn diễn, nhớ tiếng vỗ tay của khán giả. Hiện tại sức khỏe của Vũ Linh đã tạm ổn, nên Vũ Linh quyết định biểu diễn trở lại, xem như một món quà tri ân khán giả, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chia sẻ. Dù không ở độ tuổi trẻ trung như xưa và nhan sắc cũng có phần hao mòn vì thời gian qua điều trị bệnh, nhưng tinh thần ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng vẫn vô cùng minh mẫn và vui vẻ. Vũ Linh vẫn giữ phong độ và ánh mắt tinh anh, nụ cười rạng rỡ làm say đắm khán giả một thời. Sự trở lại lần này của anh khiến cho công chúng mộ điệu cải lương thêm phần nào háo hức được nhìn lại thần thái ông Hoàng một thời. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy hay, xin hãy nhấn nút subscribe and like và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những kết quả, những tin tức mới nhất, hot nhất đến từ Tin Hot 24 giờ nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.